ngay sau khi thành phố Hồ Chí Minh có công bố chi tiết về danh sách các dự án bất động sản đang có thế chấp ngân hàng, tuần qua Hà Nội cũng vừa có công bố danh sách 34 dự án có thế chấp. Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội vừa công bố tính đến ngày 29 tháng 7 năm 2016, Hà Nội có 34 dự án do chủ đầu tư đang đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc thế chấp tài sản khác gắn liền với đất hình thành trong tương lai tại các ngân hàng sở tài nguyên môi trường hà nội cho biết việc chủ đầu tư thế chấp vay vốn là chuyện bình thường và sở vẫn đang kiểm soát tốt chuyện này do đó không có chuyện người dân mua nhà ở các dự án thế chấp bị ảnh hưởng quyền cấp giấy